Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Bính học xin chào quý vị. Sau đây là vài hàng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Người Úc lo lắng cho gia đình bị kẹt ở Aleppo các nhà lãnh đạo khuyết tật được công nhận vào ngày quốc tế người khuyết tật. Thể thao, cầu thủ Wallaby Jordan Betaya tuyên bố kế hoạch theo đuổi giấc mơ bóng bầu dục Mỹ của mình từ năm sau và Hà Nội chặn báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Người Úc có người thân ở Aleppo cho biết họ lo ngại về sự leo thang nguy hiểm đột ngột sau cuộc tấn công của lực lượng phiến quân ở Syria trong những ngày gần đây. Phiến quân có thể tiến vào Aleppo trong khi kiểm soát hàng chục thị trấn và lăng mạc ở các tỉnh lân cận như Idlib ở phía tây bắc và Hama ở phía nam. Cuộc chiến bùng nổ ở Syria là hậu quả mới nhất từ tình trạng hỗn loạn đã bao trùm Trung Đông kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel từ ngày 7 tháng 10. Từ Italy, ông Abdul Ghani Romo nói với SBS tiếng Ả Rập rằng ông lo ngại về sự an toàn của các thành viên gia đình mình ở Aleppo, đặc biệt là sau khi mất mọi liên lạc với họ vào hôm qua. Tình hình rất khó khăn. Chúng tôi cố gắng hết sức để xem tin tức trên TV và theo dõi những diễn biến mới nhất để nắm bắt thông tin về những gì đang xảy ra và nói chuyện với người thân của chúng tôi ở đó. Tình hình thật là bi thảm, thực sự bi thảm. Không có thức ăn và không có ngủ nghe gì cả. Họ không thể ngủ ở đó và chúng tôi thì cũng không thể ngủ ở đây trong khi đó bà Reem Shabat sinh ra ở Aleppo và hiện đang sống tại Melbourne bà nói với SBS tiếng Ả Rập rằng bà đau lòng vì lo lắng cho chị gái và cháu gái của mình ở Aleppo <laughs> Đây là ngày thứ ba tôi không ngủ được dù chỉ 10 phút. Tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình ở Aleppo. Mọi nguồn cung cấp thực phẩm đều đã bị cắt đứt, đặc biệt là từ khi các cửa hàng đóng cửa. Tôi đã nói chuyện với họ và ngày hôm qua tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng súng. Cảm giác như là tiếng súng ở rất gần tôi. Tôi bắt đầu run rẩy. Khi chúng tôi ở Syria thì chúng tôi cũng đã trải qua những ngày tương tự. Chúng tôi không ngủ được. Aleppo là tâm hồn tôi. Tôi rất yêu nơi này. Nó tượng trưng cho cuộc sống và những năm tháng tuyệt vời mà chúng tôi đã sống. Và những ngày trước chiến tranh thì Aleppo rất đẹp, nhưng sau đó thì mọi thứ đã thay đổi. Quay trở về với Melbourne thì người đàn ông bị truy nã vì vụ giết người khét tiếng ở đường Easy tại Melbourne đã lên phi cơ trở về Úc. Perry Kurumplis đã bị bắt tại phi trường Leonardo da Vinci của Rome vào tháng 9 vì cái chết của Susan Armstrong và Susan Ballett vào năm 1977. Hai nạn nhân được phát hiện đã chết với nhiều vết đâm tại nhà riêng của họ trên đường Easy ở Collingwood. Kurum Plis, 65 tuổi, dự kiến sẽ đến Úc vào tối ngày hôm nay và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Ông vẫn khẳng định mình vô tội. Chuyển qua tin khác, những đóng góp về mặt lãnh đạo của người Úc sống chung với tình trạng khuyết tật đã được ghi nhận trong giải thưởng quốc gia với những nhà lãnh đạo khuyết tật năm nay. Viện lãnh đạo khuyết tật Disability Leadership Institute đã tổ chức các giải thưởng theo 7 hạng mục, bao gồm tác động xã hội, đổi mới và tạo ra sự thay đổi. Bà Emma Benison đã được trao giải thưởng thành tựu trọn đời cho công trình cải tổ và hiện đại hóa các tổ chức của bà, bao gồm Blind Citizen Australia và Vision Australia. Podcast The Disabled Employee đã giành được giải thưởng về tác động xã hội khi được những người trẻ khuyết tật sản xuất và trình bày họ chia sẻ thẳng thắn về những trải nghiệm của mình trong và ngoài công việc đề cập đến các chủ đề như quyền tại nơi làm việc tự chăm sóc bản thân và khả năng tiếp cận những người chiến thắng đã được công bố vào ngày hôm nay đúng ngày khuyết tật ngày quốc tế người khuyết tật chủ đề của năm nay là tăng cường vai trò lãnh đạo của người khuyết tật vì một tương lai toàn diện và bền vững trong video đánh dấu ngày này một người ủng hộ là cameron bloomfield cho biết đây là thời điểm quan trọng đối với ông chỉ cần được công nhận rằng chúng tôi sống với tình trạng khuyết tật thì những thành tựu mà một số người khuyết tật mang lại cho cộng đồng giống như một hình mẫu cho những người khuyết tật khác. Những người ủng hộ việc giảm tác hại của ma túy hy vọng rằng Hội nghị Thượng đỉnh về ma túy ở New South Wales có thể mang lại những cải tổ cập trung vào sức khỏe sau khi họ cho biết các cuộc điều tra gần đây chỉ mang lại một chút thay đổi. Chính phủ tiểu bang đang cân nhắc các cách tiếp cận khác nhau với chính sách ma túy những cách tiếp cận từ góc độ sức khỏe và góc độ luật pháp. Tổng giám đốc điều hành của Hội đồng Dịch vụ Xã hội New South Wales, Cara Varian, cho biết bà đang kêu gọi một chiến lược toàn chính phủ. Chúng ta có thể tập hợp các dịch vụ y tế, cộng đồng, nhà ở, giáo dục, hệ thống pháp lý và cảnh sát lại với nhau để bảo đảm rằng mọi người không còn bị bỏ rơi. Chúng ta có hơn 100.000 người không được điều trị trong năm nay do thiếu kinh phí. Hội nghị thượng đỉnh về ma túy năm 2024 là cơ hội để chúng ta khắc phục điều đó. Hội nghị thượng đỉnh sẽ tiếp tục cho đến ngày 5 tháng 12 tại Sydney. chuyển qua các tin thế giới khác, Vanuatu đã thúc giục toán tối cao của Liên Hợp Quốc công nhận tác hại do biến đổi khí hậu gây ra trong phán quyết của mình về nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia trong việc chống lại biến đổi khí hậu và giải quyết hậu quả của việc các quốc gia này góp phần gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Đặc phái viên của Vanuatu về biến đổi khí hậu và môi trường, Raph Regent Vanu, đã phát biểu trước toán công lý quốc tế ICJ tại The Hague. Nhân loại đã xây dựng nên những nền văn hóa và truyền thống sôi động trong nhiều thiên kỷ gắn bó chặt chẽ với vùng đất và vùng biển của tổ tiên chúng ta. Nhưng ngày nay thì chúng ta thấy mình đang ở tuyến đầu của một cuộc khủng hoảng mà chúng ta không tạo ra. Một cuộc khủng hoảng đe dọa đến sự tồn vong của chính chúng ta và của rất nhiều dân tộc khác được tòa án này xét xử. Mặc dù các ý kiến tư vấn của tòa án không mang tính răng buộc, nhưng chúng có ý nghĩa về mặt pháp lý và chính trị. Các chuyên gia cho biết, ý kiến cuối cùng của tòa án về biến đổi khí hậu có khả năng sẽ được trích dẫn trong các vụ kiện liên quan đến biến đổi khí hậu tại các tòa án từ châu Âu đến châu Mỹ Latin và nhiều nơi khác. Úc là một trong 100 quốc gia sẽ đưa ra lời khai trong hai tuần tới tại ICJ. Chuyển qua tin khác, chính phủ Pháp gần như chắc chắn sẽ sụp đổ vào cuối tuần này sau khi các đảng cực hữu và cánh tả để trình các động thái bất tín nhiệm với Thủ tướng Michel Barnier. Diễn biến mới nhất này đã đẩy nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro sâu hơn trong cuộc khủng hoảng chính trị, với sự nghi ngờ nghiêm trọng về việc liệu ngân sách năm nay có được phê duyệt hay không. Lãnh đạo của đảng National Rally, Marine Le Pen, cho biết, ông Barnier, người mới trở thành thủ tướng vào đầu tháng 9, đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn và cần phải từ nhiệm Trừ khi có điều gì đó bất ngờ của ông, thì liên minh mong manh của ông Barnier sẽ là chính phủ Pháp đầu tiên bị buộc phải ra đi bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ năm 1962. Lãnh đạo của đảng National Rally, Marine Le Pen, cho biết bà tin rằng ông Michel Barnier cần phải tự nhiệm. Chúng tôi đang đề trình một động thái chỉ trích và chúng tôi sẽ bỏ phiếu vì người dân Pháp đã đủ, đã quá đủ rồi. Họ đã quá đủ khi bị đối xử tệ bạc. Một số người có thể nghĩ rằng với Pania thì mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng mà thực tế thì còn tệ hơn nữa. Chúng ta không thể để tình hình như hiện tại. Chuyển qua các tin Việt Nam, Hà Nội chặn cửa các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc dù khẳng định tôn trọng nhân quyền. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về bảo vệ nhân quyền không phải là trường hợp duy nhất bị từ chối dù nhiều lần đề nghị được thị sát Việt Nam. Văn phòng Cao ủy và Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã đưa ra cập nhật, cho biết chính phủ Việt Nam trong năm nay 2024 từ chối hai đề nghị thăm quốc gia của báo cáo viên đặc biệt về xu hướng tính dục và bản dạng giới, cùng báo cáo viên đặc biệt về chất độc và nhân quyền. Hà Nội cũng đưa ra, chưa đưa ra lời mời thường trực đến nhóm công tác về giam giữ tùy tiện du cơ quan này thường xuyên bày tỏ sự quan tâm, yêu cầu thăm quốc gia vào năm 2025. Chính phủ cũng từ chối đề nghị viếng thăm của 6 báo cáo viên đặc biệt trong các năm 2020 đến năm 2023 về các vấn đề: người thổ dân, buôn bán trẻ em, nô lệ, buôn bán người, người bảo vệ nhân quyền và các vụ hành quyết ngoài tư pháp. Trong khi đó thì Việt Nam đã sáp nhập cơ quan Đảng và chính phủ, giảm đi 5 bộ. Một loạt các cơ quan Đảng không còn tồn tại sau khi sáp nhập với các cơ quan Đảng khác hoặc các cơ quan chính phủ. 5 bộ trong chính phủ sẽ biến mất. Truyền thông nhà nước đưa tin trong nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sắp nhập với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải sắp nhập với Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin Truyền thông sắp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyển một số nhiệm vụ của Bộ Thông tin Truyền thông về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp nhập với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời sắp nhập Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Dân tộc, thành lập Ủy ban Dân tộc Tôn giáo. Chuyển qua tin thể thao, Cầu thủ của Wallaby hai lần tham dự World Cup là Jordan Bethea đã xác nhận rằng anh sẽ tham gia NFL tại Hoa Kỳ. Jordan Bethea là người Úc gốc Samoa, 24 tuổi, trở thành cầu thủ Wallaby trẻ nhất tại World Cup vào năm 2019. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, anh cho biết sau khi cân nhắc rất nhiều, anh đã quyết định tham gia chương trình quốc tế NFL vào đầu năm sau. Chuyến qua tin hối suất, ngày hôm nay một đô la Úc đổi được 65 xu Mỹ, tương đương với 16.435 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 4 tháng 12 tại các thành phố lớn của Úc, Perth, trời nhiều mây, cao nhất 24 độ, Adelaide, trời quang, cao nhất 25 độ, Melbourne, mưa có thể có bão, cao nhất 28 độ, Hobart và Canberra, trời mưa, cao nhất 26 độ, Wollongong có một vài cơn mưa, cao nhất 27 độ, Sydney, mưa lớn dần, cao nhất 29 độ, Newcastle có thể mưa cao nhất 31 độ, Brisbane mây rải rác cao nhất 30 độ, Cairns trời mưa cao nhất 32 độ và Darwin trời mưa có thể có bão cao nhất 33 độ. Quý vị vừa nghe bản tin giờ một với các tin chính như sau. Người Úc lo lắng cho gia đình bị kẹt ở Aleppo. Các nhà lãnh đạo khuyết tật được công nhận trong Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật và trong thể thao thì cầu thủ Wallaby hai lần tham dự World Cup sẽ tham gia NFL tại Hoa Kỳ vào năm tới. Hà Nội ngăn chặn báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đến Việt Nam. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.